Xin chào các bạn, đã đến với Ba Mặt Một Lời Điểm Tin. Và đây lại là ba chúng tôi. Đầu tiên đó là Nu Phước Thịnh bị gỡ MV 30 triệu view. Khẽ tim anh một chút thôi. Cái sản phẩm này nhận được rất là nhiều sự quan tâm của khán giả. Và nó là một sản phẩm chất lượng, tuy nhiên thì chỉ một vấn đề rất rất nhỏ, nhưng mà với YouTube là một vấn đề lớn. Trong MV á, là cái cảnh mà bị đâm xe, bị bùm, tan xác á. Đấy, trong cái cảnh đấy khi mà lửa bị... thì cái đoạn nhạc nền lúc đấy nó đã bị vi phạm bản quyền bài The Way của Jack Hemsey. Có một cái lỗi mà rất nhiều người gặp, đó chính là sử dụng những cái nhạc epic. Mà mình biết là nhạc epic là một cái nhạc mà xuất hiện trong game, trong phim kinh dị, phim hành động. Thì để tạo ra cái nhạc epic đó thì nó mất rất nhiều thời gian, và cộng đồng epic thì luôn luôn là bảo vệ cái bản quyền của mình rất là chặt. Vì thế mà hầu hết những cái lỗi bản quyền bị gỡ xuống ngay, nó mình thấy phần lớn là đến từ nhạc epic rất là nhiều. Ngay cả việc nhá, S-Channel nếu mà muốn review game mà trong cái game đó cái nhạc epic nó không được quyền sử dụng ở trên YouTube, nó chỉ sử dụng trong game thôi ấy, thì nếu mà không cắt cái nhạc đó đi thì có khi cũng bị dính. Khi mà xem cái MV chạm khẽ tim anh một chút thôi, đoạn nổ xe với cả lửa bập bùng mình thấy cũng không cần thiết lắm. Nó làm cho mạch câu chuyện bị đứt. Thứ hai là hiệu ứng lửa hơi bị giả. Thành ra cả cái đoạn đấy mình cũng không thích ngay từ đầu. Và đến bây giờ thì chính cái đoạn đấy lại làm hại anh Nu Phước Thịnh. Cùng xem thử lại bản gốc. Tất nhiên là chúng mình sẽ cắt nhạc epic để cho nó tiếng nhỏ nhất có thể, để đại khái tôn trọng tác giả một tí. Ở thời điểm ghi hình này là bản mới vừa mới được đưa lên cái name một vài tiếng đây. Đó, đúng luôn, đúng là nhạc giống của phim á, The Way. Cái nhạc này tiếng nổ bùm. Cái nhạc này đúng không? Đấy, cái này chúng ta nhiều khi chúng ta kiểu chọn bất kỳ trên mạng ấy. Tức là đoạn này rất là dài. Mà nghe thực ra nghe nó rất là bình thường ấy, rất nó là không bé. Có gì đặc biệt. Cái nhạc epic thường là nó rất là bình thường, nhưng mà phải có cái nhạc đấy thì nó mới đẩy được cái cao trào các thứ ấy. Thì cho nên là đó là cái giá trị của cái nhạc epic. Đây, bản mới nếu mà khi bị cắt nhạc epic đi thì nó sẽ như thế nào? Đã thay bằng một đoạn nhạc khác rồi. Có thể đây họ dùng nhạc miễn phí. Có thể lên YouTube và vào cái YouTube của library và chọn epic thì ở trong đấy cũng có những kiểu nhạc epic như thế này. Có một cách đơn giản hơn là các bạn có thể đánh Google là cái từ khóa là royalty free music, sẽ có rất nhiều trạm cung cấp cho các bạn cái nhạc miễn phí nó quân theo chủ đề, và đấy có cái kiểu nhạc epic như thế này và chọn được. Có thể nó sẽ không đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình so với những cái nhạc bản quyền, tuy nhiên thì nó giải quyết được một phần. Cái bản mới này giống nhạc Trung Hoa. Công nhận là cái nhạc kia mới hợp với đoạn này thật. Nó mất kịch tính hơn hẳn so với bản cũ luôn. Fan của Nu Phước Thịnh cũng rất là đông và rất là ủng hộ. Thì nói chung là để quay trở lại cái mốc 30 triệu thì rất là khó, nhưng mà để lên được cái mốc khoảng 10 triệu để cạnh tranh ngang bằng với các ca sĩ khác thì cũng không phải là khó lắm. Đây là một bài học dành cho rất nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam và trên thế giới. Mình nhớ trước đây còn đau đớn hơn là Mỹ Tâm còn mất luôn cả kênh cơ. Và đến mức mà Mỹ Tâm là được bảo trợ bởi YouTube thế giới, nhưng mà cũng không cứu nổi. Đúng rồi, bởi vì nó đã đúng là vi phạm rồi thì chắc chắn nó phải chịu thôi. Cái đấy YouTube họ không chấp nhận cho bất kỳ một trường hợp nào là ngoại lệ cả. Em nghĩ là họ sẽ phải có một cái ekip kiểm duyệt tất cả mọi thứ, nhưng mà lại họ lại dám sử dụng nhạc epic. Ekip có thể chuyên nghiệp ở ngoài, tức là về làm MV rồi nhạc hiệu các thứ, nhưng mà cái cuộc chơi YouTube nhiều khi nó lại khác. Nhiều ông lớn, ví dụ như là VTV chẳng hạn, khi mà chơi với YouTube thì gặp rất nhiều vấn đề. Nhưng mà về cái lĩnh vực truyền hình, họ là đơn vị chuyên nghiệp nhất. Đến khi cuộc chơi YouTube thì không biết ai hơn ai cả. Nhiều khi là những người làm nội dung rất là đơn giản, nhưng mà họ nắm chắc cái luật của YouTube, và họ được YouTube và đề xuất rất là nhiều này, hỗ trợ rất là nhiều này. Thì nói chung là chơi ở đâu phải biết luật ở đấy. Nếu như các bạn để ý thì khoảng từ mùa hè năm 2017 thì VTV đã rất hạn chế đăng nội dung lên YouTube. Các nội dung của họ hầu như chỉ liên quan đến là những đoạn clip do hình ngắn với chương trình. Và toàn bộ nội dung họ đã chuyển hết sang cái trang VTV Go. Là bởi vì là họ muốn đưa hết tất cả các cái nội dung về cùng một mối và họ trực tiếp quản lý này. Thế là cái tiền quảng cáo ấy thì sẽ không chia YouTube. YouTube sẽ không ăn một phần nữa, mà toàn bộ sẽ thuộc về phía họ và họ sẽ kiểm soát được nó. Tuy nhiên thì mình nghĩ còn một ý nữa mà họ không nói đến. Đấy là bởi vì trước đó họ đã gặp rất nhiều vấn đề về bản quyền với YouTube. Yamaha Sung Tá với YouTube lùm xùm trong cả năm ngoái không? Vụ đấy là vụ cực kỳ nổi tiếng. Sau này còn có mấy vụ nữa cơ. Ừ. Thì mình nghĩ một trong số những cái giải quyết của họ là đùn hết nội dung về một VTV Go. Là VTV Go là một nơi mà họ có thể tự mình kiểm soát dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì nó có một điểm là nó lách được qua YouTube. Họ quảng bá rất là nhiều cái kênh VTV Go này.
Rồi chiếu phim Mẹ Chồng. Trên YouTube sẽ không còn những cái bộ phim mà kiểu hot hot. Thời gian phim đấy là đã từng cho lên YouTube rồi. Đó. Xong rồi xóa đi. Xóa tất cả. Và đẩy sang VTV Go. Đó là cái lợi thế của một ông lớn ấy. Tức là đủ sức để thay đổi cái thói quen của một ai đó. Họ có nền tảng và họ có nội dung, có mọi thứ. Còn với những người mà như S Channel chẳng hạn, những cái kênh YouTube tự thân, rồi văn nghệ sĩ cần lượng người xem ở trên YouTube, thì nói chung cái này nó rất là phải thận trọng. Bảo Anh vừa rồi cũng dùng một cái đoạn đấy ở trong một cái MV mang đậm chất Trung Quốc, đó là Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng. Và cũng ngay lập tức thêm trích dẫn nguồn của cái đoạn nhạc đấy là từ đâu. Đơn vị sở hữu cái bài nhạc đó, nếu mà họ ok thì họ sẽ nhắm mắt cho qua, còn nếu mà họ vẫn thích kiện thì họ vẫn có vẫn kiện, tại vì cái việc ghi một thêm một cái dòng ở dưới caption nó cũng không có giá trị nhiều, cái đấy là tôn trọng nhau thôi, nhưng mà phải là do bên đối phương họ chấp nhận họ cái sự tôn trọng đó. Còn nếu mà họ không chấp nhận thì vẫn chết như thường. Thế nên nó chính là một bài học kiểu rất là đắt giá, và chỉ ngay cả cho những người như chúng mình khi làm YouTube thì cũng phải rất là cẩn trọng. Và đấy, đây cái này sẽ liên tục nhắc nhở đội ngũ editor của S-Channel. Và nếu mà các bạn nhiều khi xem video mà thấy nhạc dùng đi dùng lại, hoặc là bài nhạc hơi chán, hơi không hợp hoàn cảnh một chút, thì các bạn phải hiểu đó chính là lý do mà bọn mình không dám sử dụng nhạc không có bản quyền. Các bạn hãy thông cảm cho điều đó, vì đó là luật của YouTube. Kết cho cái vấn đề về YouTube này thì mình muốn thông báo một tin vui, đó Sơn Tùng MTP là nghệ sĩ đầu tiên đạt 2 triệu subscriber ở trên YouTube. Thời gian vừa qua thì Tùng chẳng có một cái bài hát nào mới cả. Sắp tới hy vọng là Tùng sẽ ra thêm nhiều sản phẩm để lên 10 triệu sub để có nút bạch kim. Và để ủng hộ Tùng, hãy mua Oppo F5, bắt chọn vẻ đẹp chân thực. Riêng của chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về cái lỗi Face ID của iPhone 10. Nó đã gặp rất nhiều cái vấn đề rồi. Những cái thông tin mà nó bị hack như thế nào này, nó diễn ra như thế nào, các bạn chắc chắn là có đầy đủ thông tin ở trên mạng rồi. Và nếu không ý, bọn mình sẽ đặt những cái link ở dưới này cho các bạn đọc, gọi là câu chuyện dài kỳ luôn. Tuy nhiên thì hôm nay bọn mình cũng chỉ đưa ra ý kiến về bình luận là rốt cục thì cái Face ID này nó có phải là một phương thức bảo mật mới hay không, hay là một trò lừa bịp của Apple mà thôi. Lúc mà Apple họ ra mắt chiếc iPhone 10 và công bố một cái tính năng Face ID này thì cả thế giới choáng ngợp. Bản thân em bị rất là ấn tượng. Bọn mình bị ngợp ấy, đúng không? Mà cảm giác như là kiểu bị tiêm vào đầu mình những cái ý thức là nó vô cùng vượt trội. Nào là 3 triệu điểm chấm vào mặt này, hệ thống chu đép là lồi lõm mặt các thứ. Mình cảm thấy là nó thật sự là một biện pháp bảo mật mà không thể nào vượt qua được nữa rồi. Kiểu là mở ra cả một cái kỷ nguyên mới, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là vấn đề nhiều khi nó đến từ cái trí tuệ nhân tạo, chứ không phải là máy móc. Máy móc cho nó hoạt động một cách độc lập thì nó luôn luôn là chính xác. Như trường hợp mống mắt của Galaxy Note 8, Galaxy S8 thì đổi lại bạn sẽ bị việc là khó mở hơn ở trên Galaxy S8 và thời gian quét sẽ lâu hơn. Tính BKV cũng chỉ ra là vấn đề có thể xuất phát từ cái trí tuệ nhân tạo. Cái trí tuệ nhân tạo này nó có thể nhận diện được đâu là toàn bộ mặt thật và đâu là toàn bộ mặt giả. Thế nhưng mà khi mà họ cho là giả là thật, đó bị lẫn lộn. Chính cái trí tuệ nhân tạo này nó chính là cái mà nguyên nhân để gây ra nhầm lẫn này. Và đúng là khi mà hàng triệu người vẫn còn đang bị cảm giác như là bị Apple tiêm vào bộ thứ bùa mê thuốc lú về Face ID, trong đấy thì có chúng mình, thì BKV đã nhận ra được một cái chi tiết như thế. Thế đấy là một cái rất là đáng hoan nghênh. Không có hiểu rõ lắm về cái việc trí tuệ nhân tạo của Apple nó đang hoạt động đến level nào, nó đã được học những gì. Tuy nhiên thì mình chỉ biết rằng là cái gì mà nó đã dính đến con người, dính đến trí tuệ ấy, thì nó sẽ có những cái sai số rất là lớn. Máy móc thì không bao giờ sai, nhưng con người thì sai rất nhiều. Con người là một mớ hỗn độn và rất là khó đoán. Vì thế mà nhiều trường hợp do cái tam giác ở đây giống, từ cái gò má, cái mũi cho đến cái nhân trung ở đây này, trông hơi giống một chút thì đã được mở rồi. Và đúng là con người thì có những lúc lười, và cái máy móc thì không bao giờ lười, nhưng trí thông minh nhân tạo thì chắc chắn là sẽ có lúc lười. Nó được thiết kế để hoạt động bắt đầu giống với bộ não giống của con người, bộ não con người như Apple muốn và tất cả mọi người đều muốn, càng học càng thông minh. Tuy nhiên học sẽ có lúc học sai cách. Và đó là chìa khóa để cho BKV có thể đánh lừa được Face ID. Gần đây nhất có một trường hợp là bạn bè không giống nhau. Khi mà anh để ý kỹ thì cái vùng chữ T của bạn ấy, hai cái bạn ấy rất là giống nhau. Bảo là khác biệt hoàn toàn là không phải đâu. Chúng ta quét thì nó sẽ kiểu quay mặt kiểu này. Thì có thể là khi mà mình quét Face ID nó sẽ không toàn bộ gương mặt, mà hầu hết sẽ chỉ tập trung vào đúng là ba cái điểm tam giác đấy thôi. Mình không dơ hết mặt nó đúng. Vẫn quét xong rồi. Đúng đúng đó. Và thêm một điều nữa là càng đặc biệt là những người đeo kính thì hầu như nó đã che hết những cái phần đặc biệt chi tiết này rồi. Và quét thì nó sẽ chỉ quét được phần kính này, hai bên này và nhân trung như là anh Bay nói thôi. Thì em nghĩ là đấy là cái lý do tại sao mà nó bị đánh lừa ở cái trường hợp đấy. Thế này nó sẽ đặt ra một vấn đề nữa, đấy là cái mức độ hoàn thiện của nó chưa cao như thế này, mà Apple lại lựa chọn nó là công nghệ bảo mật bằng sinh trắc học duy nhất
ở trên iPhone 10. Trong khi đấy thì như BKV đã nói và cái ý này thì bị chỉ trích rất là nhiều, đấy là bảo mật bằng vân tay thì an toàn hơn ở thời điểm này. Tuy nhiên mình nghĩ rằng đây là một ý đúng, bởi vì tất cả các phương thức sinh chắc học hiện nay đều có thể bị làm giả. Tuy nhiên vân tay là cái mà mặc dù theo Apple thì là có sai số cao hơn, tuy nhiên thì hiện nay mình nghĩ là nó là một cái rất khó bị làm giả hơn so với khuôn mặt, và là cái mà BKV còn để ý đến cái iPhone, lại có nhắc đến iPhone 2 của họ, và họ cũng bị chỉ trích vì cái tội mang sản phẩm của mình ra để truyền thông. Tuy nhiên thì nó là ý đúng. Nhưng giả sử trên iPhone 8 và 8 Plus chúng ta còn có vân tay để mà chúng ta làm những thứ, ví dụ mua ứng dụng này, rồi mua hàng thanh toán các thứ này, trong khi bây giờ chúng ta chỉ dùng mặt. Mà giả sử là chúng có một đứa bạn trông giống như mình, sau này mà nó làm phản mình, nó dùng cái điện thoại của mình, nó mở khóa, nó tiêu hết cả tiền trong thẻ của mình thì làm sao? Mà cái gần nhất đó là những người cùng huyết thống ở trong gia đình. Mình kể một câu chuyện, đó chính là em gái Quỳnh Chi và Quỳnh Chi là hai người cách nhau 5 tuổi, tuy nhiên thì có một chút trông khá là giống nhau và hoàn toàn mở khóa được. Như vậy là trường hợp ở trong gia đình, như là câu chuyện bên nước ngoài là bố mẹ con, rồi hai anh em, hai chị em rất là nhiều, không cần sinh đôi, cách nhau bao nhiêu tuổi cũng mở được. Đấy là cái hiểm họa đầu tiên và có thể can thiệp được. Như giả thiết mà BKV đặt ra, đó chính là in một cái mặt nạ 3D để mà đánh cắp điện thoại, có thể nó không mang ý nghĩa thực tế. Tuy nhiên ăn trộm được một cái điện thoại của chị gái, sau đó thì biết em gái đang học tiểu học và rất dễ lừa, thì có thể lừa em gái để lấy được cái Face ID, nó rất là dễ dàng. Bây giờ cái này nó sẽ còn tạo ra những nguy cơ còn cao hơn thế. Cả gia đình cùng dùng được một cái điện thoại, cùng mở được một cái điện thoại. Và thế là các thứ liên quan bảo mật coi như là vội. Có một hướng đi nào mới cho iPhone 10 không? Thực ra cái trí thông minh nhân tạo nó nằm trong cái tay của Apple, và có thể điều chỉnh bằng cách phần mềm, đó là làm cho phần mềm khó tính hơn. Nói chung là có thể điều chỉnh bằng phần mềm. Còn cái phần cứng thì chắc chắn là đó là những gì tốt nhất trên thế giới hiện tại mà một công ty công nghệ có thể làm. Và chẳng ngạc nhiên gì cả nếu mà một bản cập nhật mới dành cho iPhone X mà bạn cảm thấy việc mở khóa khuôn mặt lâu hơn chẳng hạn, thì đó cũng chính là lúc mà Apple đã sửa những cái lỗi vừa gặp thời gian vừa qua. Giả sử làm cho nó khó như là cái mở khóa bóng mắt ở trên Samsung S8. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại một thực tế đi, với Việt Nam thì người Việt Nam không quan tâm quá nhiều đến bảo mật. Khi mà họ nhìn thấy một chiếc iPhone mới ra, chúng ta chỉ quan tâm đấy là iPhone là sẽ mua, đúng không? Animoji, chụp ảnh có đẹp không, màn hình tràn viền, ôi đủ các thứ mọi thứ. Mình thấy là Face ID mà khiến cho mình mở khóa dễ dàng thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Cứ thấy iPhone đấy có khuôn mặt nó khác với iPhone 8. Chúng mày hồi xưa chúng mày dùng 8, chúng mày chỉ có chạm mà thôi, bây giờ tao giơ lên phát. Thật là sành điệu. Thực ra không cần phải giơ lên đâu, mình đã có một tuần trải nghiệm iPhone X rồi. Và mình cảm thấy là cái Face ID nó không có gì xa lạ đối với mình. Khi mà bạn giơ cái điện thoại lên để mở cái khóa vân tay ấy, thì với Face ID cũng thế, chỉ cần cái tầm giơ lên để mở khóa vân tay thì nó đã quét xong khuôn mặt rồi. Nếu mà mình bật những cái tính năng như tập trung này và yêu cầu kiểm tra trạng thái cơ thể, iPhone X thì có hai cái tính năng đó để tăng cái tính bảo mật ấy. Tức là bạn không bị mở khi ngủ hay là mở khi say rượu hay là gì đó, thì mình sẽ tắt đi để cho nó còn nhanh hơn. Và khi mà mình tắt đi rồi, ngay cả mình đặt trên bàn, chỉ cần mình liếc qua điện thoại một chút thôi nó đã mở rồi. Và mình cảm thấy điều đó còn tiện hơn cảm biến vân tay, cho nên là mình cũng không quan tâm lắm. Mà mình còn biết nhá, nhiều người nhá, mua điện thoại xong ấy còn nhờ nhân viên là ê lập hộ cái chị cái Apple ID cái để chị tải app, chứ chị không biết lập như nào. Đúng rồi. Và không cần biết là điện thoại của mình giao vào tay ai. Đại lý cờ không tạo Apple ID cho khách, mà có tạo thì tạo trực tiếp và khách nhập Apple ID lúc đó. Tôi chỉ hướng dẫn khách thôi. Chỉ hướng dẫn cách thôi, và đó là đúng quy trình. Còn các bạn có thể mua đi bán lại ở ngoài, hay là mua ở một nơi không đúng quy trình và người đó lập cho bạn một cái Apple ID. Sau khi bạn về nhà, người ta dùng cái Apple ID lấy hết dữ liệu, khóa luôn cái máy đấy thành cục gạch luôn, thì các bạn sẽ làm như thế nào? Nhiều người không cần biết cái vấn đề đó, tức là cái mức độ quan tâm ở Việt Nam với vấn đề bảo mật rất là thấp. Việt Nam chỉ quan tâm đến hai điều, đó chính là khóa điện thoại để người yêu không đọc trộm tin nhắn. Đúng. Và ảnh XXX không bị lộ ra ngoài, đó là hai vấn đề bảo mật người Việt Nam quan tâm nhất. Còn nào là dữ liệu cá nhân rồi thanh toán rồi các thứ thì không bao giờ quan tâm. Đúng rồi. Cũng tại vì cái thanh toán bằng điện thoại thì cũng không phổ biến lắm ở Việt Nam, đúng không? Nhưng mà có một điểm hay nhá, là Animoji sắp sửa được tích hợp trên bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus. Sao biết? À, không tin thế, nhưng mà Apple công bố là nó sẽ không xịn như là trên iPhone 10. Ôi dồi, lang lang một chút cũng được, mình thích cái đấy. Vấn đề là nó có, và iPhone 8 và 8 Plus thì hoàn toàn được coi, bây giờ hiện tại đi, thì nó coi là bảo mật tốt hơn, đúng không? Hay đấy. Quá. Chỉ có điều là 8 cộng bây giờ hơi nặng thôi, nặng hơn đến mấy trăm gram. Nhưng vẫn đẹp. Mình vẫn thích cái phiên bản màu gold của iPhone 8 cộng và 8. Vì thế các bạn hãy mua iPhone 8 và 8 cộng tại đại lý cờ đang có giá rất là hấp dẫn. Các bạn có thể xem link ở dưới đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.